Diện chiếc váy được làm bằng bao tải đi siêu thị, cô gái khiến cõi mạng tranh cãi nảy lửa. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái mặc chiếc váy được cho là làm từ bao tải màu xanh đi vào siêu thị tấp nập người để thu hút mọi ánh mắt nhìn ở đây. Trong khi đó, cộng đồng mạng lại nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt vì cho rằng cách ăn mặc này hơi lố, chỉ vì dăm ba cái view ảo trên mạng xã hội mà bất chấp hết tất cả để thực hiện. Theo đoạn clip cho thấy cô gái khá xinh xắn, diện chiếc váy từ bao tải màu xanh. Chiếc bao tải được cắt hai đầu và buộc một dây ở giữa bao thành chiếc váy vô cùng đơn giản. Cô gái tự tin đi lại trong siêu thị rất đông người. Chiếc váy tuy đơn giản và có vẻ lỏng lẻo, không mấy an toàn, nhưng lại khá kín đáo, không lộ liễu hay phản cảm gì. Do cách ăn mặc lạ lẫm nên cô gái đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh. Mọi người đều nhìn với ánh mắt lạ kỳ và có phần hơi ngại ngùng trước outfit cây nhà lá vườn mà bạn nữ này đang mặc. Tuy nhiên cô gái vẫn tỏ ra khá bình thản, không mấy quan tâm đến ánh mắt của mọi người. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng với vô số những lời bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng cách ăn mặc này thực sự không phù hợp với những nơi đông người. Cô gái có lẽ muốn nổi bật, muốn nổi tiếng nên đã làm như vậy. Chưa kể chiếc váy này trông khá lỏng lẻo, nếu đi vào nơi đông đúc có trẻ con, lỡ may bị chúng tuột mạnh một cái thì rất có thể chiếc váy sẽ bung ra ngay lập tức. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có người cho rằng cô gái mặc đồ kín đáo, không hở hang, không lộ liễu hay gây phản cảm thì không có gì để đáng lên án cả, miễn họ cảm thấy tự tin để mặc nơi đông người. Hơn nữa đây cũng là một ý tưởng thời trang táo bạo nếu như biết cách biến tấu hoàn hảo. Đoạn video đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem và cộng đồng mạng vẫn đang tranh cãi hết sức gay gắt về cách ăn mặc của cô gái trên. Còn theo bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy comment xuống bên dưới cho chúng mình cùng biết nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.